sô-cô-la cho cả nhà, để dành làm cho bánh kem như sô-cô-la đó. Bây giờ ở đây á, mình sẽ cho 180g đường ha, 7 cái trứng, 160g bột mì loại mà hiệu 55 ha. Rồi sau đó là 20g cột cacao, ăn vua bột cacao đó. Rồi sau đó là một hỗn hợp gồm hai muỗng dầu ăn ha, và 4 muỗng sữa để mình làm cho bánh nó mềm với cả nhà thông cảm ha, mình vẫn còn bệnh đó. Rồi bây giờ mình sẽ đập trứng nha, và 1/2 muỗng cà phê muối nha cả nhà. Rồi mình sẽ qua đánh trứng nha cả nhà, đánh hỗn hợp trứng. Cái này mình làm nhanh ha, còn cái phần chi tiết cả nhà xem clip vừa rồi ha, cách quan sát cách đánh trứng. Ở đây cả nhà quan sát kỹ ha, thường mình đánh trứng khoảng 15 đến 20 phút đó cả nhà, thì mình thấy cái thể tích cái trứng lượng hỗn hợp này nó tăng lên gấp 3 lần, nó có độ bồng xung quanh vậy đó cả nhà. Đó, rồi mình mở lên mình thấy có cái bột mà nó tạo hình là xo đó, thì mình dừng. Cả nhà xem clip chi tiết hướng dẫn đánh trứng á, cách quan sát đánh trứng á cả nhà, các clip vừa rồi á. Cả nhà phải bật cái lò phô lên ha, cho nó nóng thiệt nóng. Ở đây đi, cả nhà phải trộn ha. Trộn này lên hết cho nó đều. Đây nha. Cho thêm tí muối nữa ha. Ở đây mình phải cho từ từ vào ha. Mình sẽ rây đi, đừng để cho bột nó vón nữa cả nhà. À, cả nhà thấy bột nó vón không? Thì mình cũng vậy ha. Phải đảo đều ha, đừng có để nó bị ở dưới đó, nó bị ốc trâu đó cả nhà. Bệnh này không có, bệnh không có nói chuyện cho cả nhà nghe ha. Này cô đang tổng công đứng. Muốn sô-cô-la đậm đặc thì cả nhà tăng cái tỷ lệ sô-cô-la lên ha, nhưng mà phải theo nguyên tắc là 180. Đối với cái lượng trứng này thì phải 180g bột ha. Ví dụ như cả nhà cho 30g sô-cô-la, tăng lên 30g sô-cô-la đó, thì cả nhà phải giảm cái lượng bột xuống, đó là 150 ha.
tùy mình muốn ăn đắng hay không đắng, hay đậm đà cái vị cacao đó. Rồi cái này là mình xong. Ở đây á, mình sẽ cho cái hỗn hợp này nhà nè, để cho nó mềm bánh, để qua ngày sau á, bánh mình không bắt khô ha. Các bạn có thể bỏ bơ, bơ hoặc là bơ nóng chảy. Cho cái khuôn này nè, nhưng mà cái khuôn này á, nó sợ mình nó dễ tách bánh lắm, thì mình sẽ cho bơ cả nhà, mình sẽ áo một cái lớp bơ để cho bánh mình nó lấy ra nó dễ nha cả nhà, nó tự tách ra luôn mà nó thơm nữa. Mình sẽ cho cái hỗn hợp sô cô la này vô đây ha. Đây mình làm nguội bánh ha, nguội nhanh bánh ha. Cả nhà thử ha, khi mà ở trong phô cả nhà nhớ thử ha, cái bánh mình nó khô á. Bánh của mình nè cả nhà, mình sẽ bánh của mình ok ha, đó rất là đẹp. Và bây giờ mình sẽ ngửa bánh lên. Rồi, ở đây nó có lỗ không sao hết ha. Rồi, đây là cái bánh của mình nha cả nhà.